Chào mừng thầy cô và các bạn đã đến với phần trình bày của nhóm N4 về nội dung tổng kết chương 2. Em là Lê Hà Vi, em xin đại diện nhóm N4 thuyết trình về bài làm của nhóm em. Thành viên của nhóm em bao gồm em, Lê Hà Vi, Dương Thị Tình, Ngô Huyền Trang, Hà Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Huyền Trang và Phạm Thị Thùy Trang. Ở chương 2, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 5 phần chính. 1. Giới thiệu chung về đo lường trong giáo dục. 2. Các loại khung tham chiếu. 3. Mục tiêu và tiêu chí để đo lường. 4. Độ tin cậy của phép đo. 5. Độ giá trị của phép đo. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương 2, giới thiệu chung về đo lường trong giáo dục. Bất kỳ một quá trình giáo dục nào mà một con người tham gia cũng nhằm tạo ra những biến đổi nhất định trong con người đó. Muốn biết được những biến đổi đó xảy ra ở mức độ nào, ta phải đánh giá hành vi của người đó ở một tình huống nhất định. Việc đánh giá cho phép chúng ta xác định, một là mục tiêu giáo dục có đặt ra phù hợp hay không và có đạt được hay không. Hai là việc giảng dạy có thành công hay không, học viên có tiến bộ hay không. Để việc đánh giá được đúng đắn, phải triển khai đo lường. Giống như việc muốn so sánh vật nào nặng hơn trong hai vật có bề ngoài không khác nhau, người ta phải đem cân chúng lên. Việc dạy và học đã xuất hiện trong lịch sử loài người hàng nghìn năm trước đây. Và để tuyển dụng được người giỏi, người ta phải tạo ra những hình thức thi cử để so sánh các thí sinh với nhau. Về khái niệm, đo lường là một khái niệm chuyên dùng để chỉ sự so sánh một vật hay hiện tượng với một thước đo hay chuẩn mực, có khả năng trình bày kết quả dưới dạng thông tin định lượng hoặc định tính. Nói cách khác, đo lường là một hoạt động sử dụng thang đo với mục đích gán các con số hoặc thứ bậc cho đối tượng đo theo một hệ thống quy tắc chuẩn mực nào đó. Chúng ta đến với các bước quan trọng khi thực hiện đo lường trong giáo dục, bao gồm 6 bước. Bước 1. Xác định nội dung cần đo. Bước 2. Thao tác hóa nội dung. Bước 3. Chọn thang đo. Bước 4. Thiết kế công cụ đo. Bước 5. Tiến hành đo và thu thập dữ liệu. Bước 6. Phân tích kết quả. Trong các bước trên, bước chọn thang đo là bước vô cùng quan trọng. Các thang đo đóng vai trò cần thiết khi chúng ta thực hiện đo lường. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại thang đo. Thang đo bao gồm 4 loại: thang đo định danh, thang đo định hạng, thang đo định khoảng và thang đo tỷ lệ. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thang đo định danh. Thang đo định danh, nominal scale, là kiểu đo lường đánh giá sự vật, hiện tượng hay đặc tính theo tên gọi, theo giới tính, theo vùng miền, theo nhóm tuổi, theo trình độ học lực hoặc khi cần phân loại theo đặc trưng màu sắc. Thang đo định danh thường dùng cho các biến định tính và nó không nhằm cung cấp thông tin cụ thể, chính xác về đặc tính và sự khác biệt của các đối tượng đo. Ví dụ, thang đo định danh được sử dụng khi thống kê các tín chỉ đã đăng ký của sinh viên A. Tiếp theo, chúng ta đến với thang đo định hạng. Thang đo định hạng, có tên gọi khác là ordinal scale, là kiểu đo lường đánh giá sự vật, hiện tượng hay đặc tính theo một thứ bậc hoặc trật tự của chúng. Ví dụ, khi muốn phân loại năng lực học tập của một môn nào đó, của một nhóm học sinh theo thứ tự điểm thi hoặc tổng kết từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất, hoặc muốn phân loại đồ vật theo kích cỡ, trọng lượng từ to nhất, nặng nhất đến bé nhất, nhẹ nhất. Thang định hạng cũng là phép đo khái quát, không nhằm cung cấp thông tin cụ thể, chính xác về đặc tính và mức độ khác biệt giữa các đối tượng, mà chỉ nhằm chỉ ra vị trí, mối tương quan thứ bậc của các đối tượng đo. Ví dụ về thang đo định hạng đó là sắp xếp học lực của sinh viên: 1. Xuất sắc. 2. Giỏi. 3. Khá. 4. Trung bình. 5. Yếu. Chúng ta đến với thang đo thứ 3, thang đo định khoảng. Thang định khoảng, có tên gọi khác là interval scale, là kiểu đánh giá, phân loại các sự vật, hiện tượng hay các đặc tính theo những đơn vị phân loại bằng nhau ở bất kỳ khoảng nào ở thang đo. Thang định khoảng không có giá trị không xác định một cách chính xác và không thấy tỷ lệ giữa các số đo. Tuy nhiên, có thể lấy tỷ lệ giữa các khoảng cách chênh lệch giữa hai giá trị bất kỳ. Thang đo định khoảng thường được sử dụng để đo nhiệt độ, đo chỉ số IQ, vân vân. Hoặc có một ví dụ khác, đó là khoảng cách giữa 3 điểm và 4 điểm bằng với khoảng cách giữa 7 điểm và 8 điểm trong thang điểm 10. Ta đến với thang đo cuối cùng, thang đo tỷ lệ. Thang định tỷ lệ có tên gọi khác là ratio scale, là loại thang đo khi cần phân loại các sự vật, hiện tượng hay đặc tính với thang đo khoảng mà thang đo có điểm không thực sự. Đây là điểm khác nhau giữa thang đo tỷ lệ và thang đo định khoảng. Thang định tỷ lệ có giá trị không thực sự. Ví dụ,
mức độ đọc sách của sinh viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đọc sách ít chiếm 50%, trung bình chiếm 27,2%. Một số lưu ý về đo lường trong giáo dục. 1. Đo lường trong giáo dục có liên quan trực tiếp đến con người, chủ thể của các hoạt động giáo dục. Để thực hiện đo lường thì phải chuyển cái cần đo thành các dấu hiệu hay thao tác. Thứ hai, đo lường trong giáo dục sử dụng được cả phương pháp định tính và định lượng, nhưng thường tập trung vào định lượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của chương 2, đó là các khung tham chiếu. Để giải thích kết quả đo lường, chúng ta có 4 loại hình khung tham chiếu khả năng, tham chiếu tăng trưởng, tham chiếu định mức và tham chiếu tiêu chí. Chúng ta sẽ đến với khung tham chiếu đầu tiên, đó là khung tham chiếu khả năng, với tên gọi khác là Ability Reference, một trong các cách tiếp cận được sử dụng để giải thích điểm kiểm tra, gọi là tham chiếu theo khả năng. Với các diễn giải liên quan đến khả năng, kết quả kiểm tra của học sinh được so sánh với những gì người ta tin rằng học sinh có thể làm được dựa trên khả năng của mình. Người ta mong đợi rằng một học sinh có khả năng tốt hơn sẽ thực hiện bài kiểm tra tốt hơn so với một học sinh có khả năng trung bình. Mặc dù cách tiếp cận này nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng thật ra nó còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Ví dụ như chúng ta rất khó để có thể ước tính được chính xác về khả năng của học sinh. Đây là ví dụ về tham chiếu khả năng. Đó là học lực của bạn Nam rất tốt, nên cô giáo kỳ vọng rằng điểm kiểm tra của bạn Nam sẽ tốt hơn các bạn có học lực trung bình khác trong lớp. Khung tham chiếu thứ hai là khung tham chiếu tăng trưởng, với tên gọi khác là Growth Reference. Với các diễn giải tham chiếu tăng trưởng, người ta so sánh điểm kiểm tra của học sinh sau khi được hướng dẫn nội dung có liên quan trong bài kiểm tra với điểm số từ một bài kiểm tra tương tự được đưa ra trước khi giảng dạy. Về cơ bản, nó là một cách tiếp cận trước và sau. Bài kiểm tra đầu tiên được đưa ra trước khi được hướng dẫn và chứng minh những gì học sinh có thể làm được trước khi được giảng dạy tài liệu mới. Bài kiểm tra thứ hai được đưa ra sau khi hướng dẫn. Do đó, việc so sánh hai bài kiểm tra sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng về những gì học sinh đã được học. Ví dụ, bài kiểm tra trước khi giảng dạy, Lan đạt 5 điểm. Sau khi được giảng dạy thì Lan đạt 9 điểm. Tiếp theo, chúng ta đến với khung tham chiếu định mức, với tên gọi khác là Norm Reference. Đây là cách thứ ba để diễn giải điểm kiểm tra, đó là so sánh điểm số của một học sinh ở bài kiểm tra đó với điểm của các học sinh khác đã làm bài kiểm tra tương tự. Với các diễn giải về tham chiếu định mức, chúng ta so sánh điểm số mà một học sinh nhận được trong một bài kiểm tra với điểm số từ một nhóm định mức. Trong trường hợp của một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa quốc gia, nhóm định mức đó thường bao gồm một lựa chọn ngẫu nhiên của hàng trăm sinh viên tương tự khác đã làm bài kiểm tra tương tự. Đối với bài kiểm tra trên lớp, nhóm định mức đó thường là các sinh viên khác trong lớp. Với các diễn giải về tham chiếu định mức, về cơ bản, các sinh viên làm bài kiểm tra được xếp hạng từ những người có điểm cao nhất đến những người có điểm thấp nhất. Ví dụ về tham chiếu định mức, đó là bạn A có điểm tổng kết cao hơn 80% điểm trung bình chung của cả lớp. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi tìm hiểu khung tham chiếu tiêu chí, với tên gọi khác là Criterion Reference. Đây là cách thứ tư để diễn giải điểm kiểm tra, đó là so sánh điểm của học sinh với một số tiêu chuẩn hoặc tiêu chí định sẵn. Đây có thể là một bộ tiêu chí như những tiêu chí chúng ta đã sử dụng khi còn học phổ thông. Đạt tiêu chí nào thì được xếp hạng học sinh giỏi xuất sắc, hạng giỏi, hạng khá hay trung bình. Hay ví dụ, điểm chuẩn để vào ngành giáo dục 2 của trường Đại học Giáo dục là 23,5 điểm. Các em thí sinh muốn được học ở nhóm ngành này phải đạt từ 23,5 điểm trở lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thứ 3 của chương 2 với nội dung, mục tiêu và tiêu chí để đo lường. Để thiết kế quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập, xác định rõ các mục tiêu của hoạt động giáo dục là rất quan trọng. Tại hội nghị của Hội Tâm lý học Mỹ năm 1948, nhà tâm lý học Bloom đã chủ trì xây dựng một hệ thống phân loại các mục tiêu đó. Ba lĩnh vực của các hoạt động giáo dục đã được xác định, đó là lĩnh vực về nhận thức, lĩnh vực về cảm xúc, thái độ và lĩnh vực về tâm lý vận động, kỹ năng. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về lĩnh vực nhận thức. Lĩnh vực nhận thức thể hiện ở khả năng suy nghĩ, lập luận, bao gồm việc thu thập các sự kiện, giải thích, lập luận theo kiểu diễn dịch và quy nạp và sự đánh giá có phê phán. Trong cách phân loại Bloom, lĩnh vực nhận thức được chia thành các mức độ nhận thức từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất như sau: 1. Ghi nhớ, 2. Hiểu, 3. Áp dụng, 4. Phân tích, 5. Đánh giá và cuối cùng mức độ cao nhất là sáng tạo.
Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực tình cảm. Cách phân loại mức độ hành vi của lĩnh vực tình cảm được đề xuất bởi nhóm nhà tâm lý học do Crossword năm 1964 chủ trì. Lĩnh vực tình cảm được phân chia thành các mức độ hành vi từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất như sau. Mức 1, tiếp nhận, thể hiện sự tự nguyện tiếp nhận thông tin, sự quan tâm có lựa chọn. Mức 2, đáp ứng, thể hiện sự quan tâm tích cực để tiếp nhận, sự tự nguyện đáp ứng và cảm giác thỏa mãn. Mức 3, chấp nhận giá trị, thể hiện niềm tin và sự chấp nhận giá trị, sự ưa chuộng và sự cam kết. Mức 4, tổ chức, thể hiện sự khái quát hóa, các giá trị và tổ chức thành hệ thống giá trị. Mức 5, đặc trưng hóa, đây là cấp độ cao và phức tạp nhất. Nó bao gồm hành vi liên quan tới việc tiếp nhận một tập hợp các giá trị và sự khái quát thành đặc trưng của bản thân hay triết lý của cuộc sống. Về lĩnh vực kỹ năng, cách phân loại mức độ hành vi của lĩnh vực kỹ năng được Dave đề xuất năm 1970. Lĩnh vực kỹ năng được chia thành các mức độ hành vi từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất. Mức 1, bắt chước thụ động, làm theo hành vi của người khác một cách thụ động. Mức 2, thao tác theo, là thực hiện các thao tác theo một sự hướng dẫn từng bước quy trình. Mức 3, tự làm đúng, thực hiện nhiệm vụ với sai sót nhỏ và dần dần chính xác hơn mà không cần nguồn hướng dẫn, thực hiện thao tác trơn tru, chính xác. Mức 4, khớp nối được, sắp xếp được một chuỗi thao tác bằng cách kết hợp hai hay nhiều kỹ năng, có thể cải tiến thao tác cho phù hợp để giải quyết một vấn đề. Mức 5, thao tác tự nhiên, chứng tỏ mức độ thực hiện thao tác một cách tự nhiên như bản năng. Các kỹ năng được kết hợp, thao tác trình tự, thực hiện nhất quán, dễ dàng, tức là mất ít năng lượng và thời gian. Tiếp theo, chúng ta đến với phần thứ tư của chương 2, đó là độ tin cậy của phép đo. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm và yếu tố phụ thuộc của độ tin cậy. Về khái niệm, độ tin cậy được sử dụng để nói về sự chính xác của việc đo đạc. Chúng liên quan đến việc đo cái gì và đã đo như thế nào. Thông tin đem lại có đúng mục đích đo đạc đã nêu ra hay không. Độ tin cậy chỉ cho ta biết khoảng cách, sai số và sai lệch giữa kết quả với mục đích đo đạc nêu ra. Về yếu tố phụ thuộc, độ tin cậy phụ thuộc vào sai số của đo đạc. Càng hạn chế được sai số thì càng làm tăng độ tin cậy. Sai số này có thể là do sinh viên, do sử dụng bài kiểm tra, do công cụ đo, do quản lý kiểm tra và đánh giá. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới phần các dạng của độ tin cậy. Dạng thứ nhất, tin cậy về tính ổn định của kết quả kiểm tra hàng năm. Nếu như lặp lại kiểm tra với cùng một loại sinh viên thì kết quả điểm số của nó cũng tương tự như điểm kiểm tra trước đó ở một thời gian ngắn. Dạng thứ hai, tin cậy về sự tương đương. Kết quả kiểm tra đối với một tập hợp sinh viên sẽ tương đương nếu ta thay bằng các đề thi khác nhau trong cùng một bộ đề được soạn theo cùng một bảng đặc tính. Dạng thứ ba, tin cậy về sự đồng nhất. Kết quả kiểm tra đánh giá sẽ tương tự cho cùng một đối tượng nếu ta thay đổi bài kiểm tra. Dạng thứ tư, tin cậy cùng loại. Công việc của người học phù hợp với độ đo cùng thang kiểu đánh giá nghệ thuật hay thang phân loại kiểu đánh giá tác phẩm văn chương. Khi tính toán độ tin cậy cho phù hợp, chúng ta có thể sử dụng hai công thức khác nhau. Công thức 1 là áp dụng công thức của Kuder-Richardson số 20. Đó là câu hỏi yêu cầu sinh viên trả lời riêng biệt là đúng hay sai để tính độ tin cậy nội tại. Công thức 2 có thể áp dụng công thức của Gronsback trong các phương án trả lời có nhiều hơn một câu đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các phương pháp để xác định độ tin cậy. Đầu tiên là phương pháp kiểm tra lại. Phương pháp này đòi hỏi hai lần tiến hành cùng một bài kiểm tra cho cùng một nhóm học sinh và tính toán độ tương quan giữa hai bộ điểm số thu được. Tùy thuộc vào bản chất của bài kiểm tra và khoảng thời gian giữa hai lần kiểm tra mà độ tin cậy có thể sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó bởi các nhân tố thuộc về người học như là thay đổi về động cơ, tích lũy thêm hay quên bớt một số điều, v.v. Nhược điểm chính của phương pháp này là phụ thuộc vào khoảng thời gian giữa hai lần kiểm tra. Tiếp theo là phương pháp dùng bài kiểm tra tương đương. Phương pháp này đòi hỏi tiến hành hai bài kiểm tra có dạng tương đương nhau trên cùng một nhóm sinh viên và tính toán hệ số tương quan giữa hai bộ điểm số thu được. Phương pháp này được tiến hành trong thời điểm gần nhau và có tính thông dụng hơn phương pháp kiểm tra lại. Nhược điểm, việc xây dựng được hai bài kiểm tra tương đương về nội dung, về các đặc điểm câu hỏi thì khó hơn. Cuối cùng, ta đến với phương pháp phân nhỏ, với tên gọi khác là phương pháp phù hợp với nội tại. Phương pháp này đòi hỏi ước lượng về hệ số tin cậy từ việc phân tích các điểm chấm của một lần kiểm tra. Do vậy, việc đánh giá độ tin cậy không phải tính đến các nhân tố thay đổi theo thời gian. Cách thức thực hiện là phân chia bài kiểm tra thành hai phần tương đương nhau về tính chất, nội dung, độ khó của câu hỏi.
Nhược điểm của phương pháp này, do sự phân đôi theo cách khác nhau nên giá trị thu được có thể khác nhau về hệ số tương quan. Mặt khác, hệ số tương quan này thực ra là hệ số tương quan của một nửa bài kiểm tra. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy. Thứ nhất, yếu tố may rủi. Đối với những loại câu hỏi đúng sai, có hai lựa chọn thì yếu tố may rủi cao hơn những loại câu hỏi có nhiều lựa chọn. Thứ hai, tính chất khó dễ của bài kiểm tra. Bài kiểm tra quá dễ, các điểm số có khuynh hướng tập trung vào đầu cao của thang điểm. Bài quá khó, các điểm số sẽ tập trung vào đầu phía thấp của thang điểm. Điểm số không trải rộng nên khó có thể thấy được sự khác biệt trong kết quả học tập. Thứ ba, độ dài của bài kiểm tra. Bài kiểm tra càng dài thì độ tin cậy càng cao, trong giới hạn chưa gây mệt mỏi và chán ngán cho người học. Vậy, làm thế nào để gia tăng độ tin cậy? Để gia tăng được độ tin cậy, chúng ta cần phải, thứ nhất, hạn chế sử dụng các câu hỏi có ít lựa chọn để giảm các yếu tố may rủi đến mức tối đa. Thứ hai, bài kiểm tra nên có độ dài phù hợp. Thứ ba, các câu hỏi cần phải đảm bảo được yêu cầu về độ khó và độ phân biệt. Thứ tư, các chỉ dẫn cho việc bài làm cần rõ ràng để sinh viên khỏi nhầm lẫn. Cuối cùng, chúng ta đến với phần thứ 5 của chương 2, độ giá trị của phép đo. Ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm độ giá trị. Độ giá trị nói lên rằng các phương pháp và dụng cụ đo đạc cho phép thu được những thông tin cần phải có, đo được cái ta định đo, tức là mức độ đạt được mục đích đó. Độ giá trị của kiểm tra đánh giá không thể đi vay mượn mà phải phù hợp với nội dung và phải có phương pháp thích hợp, nghĩa là không thể có phương pháp đúng cho tất cả mọi trường hợp mà chỉ đúng với tùy từng người sử dụng nó. Ta đến với các loại của độ giá trị. Độ giá trị bao gồm 6 loại. Loại thứ nhất, giá trị thích hợp và tiêu biểu về nội dung, là giá trị về mức độ bao trùm nội dung của môn học, bài học cần kiểm tra. Các câu hỏi trong bài kiểm tra phải là mẫu tiêu biểu cho tổng thể của nội dung chương trình. Loại thứ hai, giá trị những chứng cứ cấu trúc trong của bài kiểm tra, chỉ ra các câu hỏi kiểm tra đã bao phủ hầu hết nội dung giảng dạy, cũng như mức độ bao phủ của các câu hỏi kiểm tra ở các trình độ từ dễ đến khó. Loại thứ ba, giá trị của những chứng cứ về cấu trúc ngoài của bài kiểm tra. Đây là điều rất cần thiết để so sánh điểm của bài kiểm tra với các cách đo khác có liên quan. Loại thứ tư, giá trị của những chứng cứ về sự trung thực trong quá trình kiểm tra, nói lên điểm và thang phân loại qua kiểm tra có phản ánh đúng thực chất. Khi đó, người xây dựng bài kiểm tra tin tưởng rằng sinh viên ít có điều kiện gian dối khi làm bài kiểm tra. Loại thứ năm, giá trị của những chứng cứ về sự tương tự cũng như sự khác nhau qua nhiều lần tiến hành và với các nhóm người làm bài kiểm tra. Loại thứ sáu, giá trị chứng cứ về những mối liên quan của kiểm tra đánh giá với hệ quả xã hội mà việc thi cử, kiểm tra gây ra. Đây là những cơ sở giúp cho việc xây dựng quy trình kiểm tra. Phần trình bày tổng kết chương 2 của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.